trọn trần gian cho ta nhiều mơ mộng. Cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lớn danh. Người thì lao đao, còn người kia trong sáng sâu. Kiếp sống vô thường, qua nhiều khổ đau. Đời tựa mây bay, đâu ai hay làm kiếp người. Nơi chốn du hành là địa ngục trần gian, mà sao ta xin chào bác nhé. Tiếp theo clip này thì các bạn lại tiếp tục test những dòng cục đẩy bãi thương hiệu đến từ Mỹ. Dòng này thì các bác chơi thì gọi là một trong dòng đẩy gọi là nồi đồng cối đá. Nó dòng xỏ sắt này đánh rất là lành bác nhá, rất là lành và nó chịu đòn được, đánh càng nóng thì càng hay. Đối với những chiếc cục đẩy như này thì các bác có thể đánh những cặp loa bắt 40 tới 2 con 100, còn loa 30 thì các bác đánh 2 đôi cho em là được. Cứ 2 đôi rồi đánh thoải mái bác nhá. Những dòng đẩy này đặc biệt là cửa hàng em thì cái lô sản phẩm này em chọn được đời nó cao chót vót luôn, cho nên là đẩy nó còn như mới nhá. Bên trong nội thất cả ốc sò của nó còn sáng óng ánh luôn. Con này thì mặt là phay nhôm màu đen mà nhá, mặt phay nhôm màu đen. Đấy, mã là MBV550. Dòng này thương hiệu của Mỹ nhá, thương hiệu của Mỹ sử dụng hai quạt và quạt rất là êm. Và các bác đeo tai nghe và nhá, em test nhạc thì nó lẫn những tạp âm bên ngoài thì các bác phải đeo tai nghe và thì chúng ta nghe nó chi tiết hơn. Bởi vì em quay bằng điện thoại trực tiếp này nên là nhiều khi là nó thâu không được hết tiếng bass mà nhá. Đấy. Còn nếu mà thâu bằng dây livestream hoặc sao cạc thì nó hay, nhưng mà các bác cũng phân biệt con nào hay con nào dở nó khó. Đây các bác nhìn cái ốc sò của nó này, sò nó còn sáng và ốc bảy màu còn rất là đẹp nhé. Con này thì nó sử dụng 16 sò sắt và 16 con sò than. Còn diode những cái dòng sò thúc rất là nhiều. Tụ thì nó sử dụng là 2, 4, 6, 8 tụ nhé. 8 tụ lọc nguồn. Và các bác nhìn những cái dàn điện trở nó còn như mới này. Và nguồn rất là to nhé, nguồn nó có trông diễu, nguồn đường kính rất là khủng luôn. Với cái đời này rất là khủng. Thì chiếc đời này em test về thành phố Hồ Chí Minh cho bác khách hàng thì tiện thì em làm video để quay toàn thể các bác để bác nắm được. Với những dòng cục đẩy bãi sò sắt tiếng rất là hay, tiếng rất là hay luôn mới nhá. Đây chúng ta có thể thấy từ cái độ mới của nó này, từ những con ốc này. Đấy. Những con ốc này nếu lâu nó sẽ có độ han mới nhá. Đây. Nhìn ốc nó còn như mới này. Đấy. Con này thì rất là mới luôn, đời cao, nguồn to khủng mới nhá. Sò này. Sò này là sò Mexico mới nhá. Tầng trên tầng dưới như nhau, nó có hai tầng, tầng trên và tầng dưới như nhau. Đấy, thì tổng của nó là 16 sò sắt và 16 sò than. Mặt mũi đẹp đó nhá. Về đằng sau con này thì tín hiệu đường vào nó bằng Canon con này. Còn đường link ra thì các bác có thể link ra xúc điện hoặc cục đẩy khác bằng jack Canon đực đó nhá. Đấy. Con này thì nó có đằng sau thì có chế độ Sitte này, Mono Pride. Còn ví dụ như là đây để bỏ cái dây các nút trích này. Các bác đấu rắc nút trích này chúng là đấu 1 cộng 1 trừ thôi nhá. Còn nếu mà đấu cọc loa này thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, cọc loa này các bác đấu này. Đấy, đây là âm này, đây là dương này, nó rất là dễ đấu. Đây là cầu chì. Đấy. Thì chúng ta nên là sử dụng một cọc loa nó sẽ dễ đấu thôi nhá. Dễ đấu hơn rất là nhiều. Đấy. Thiết đại cực kỳ đẹp luôn, mới. Giá này là 5.700.000 mới nhá. Đấy, 5.700.000. Ok thì các bác đặt hàng thì bác liên hệ cho em. Đấy. Thì tiện trong clip này test chất âm báo giá toàn thể các bác cũng nắm được. Em xin chào bác nhé.